xuống bít, ai là muốn xuống cái cây cổ xiêm mới nồng, là cái cây đó ngập luôn. Giờ anh không có riêng mà anh không có chăm bón nhiều cây cổ xiêm á, tại thí nghiệm mình đưa mình bán cây đó là anh để xuống nó lên luôn, bây giờ nó có trái rồi, mới chừng 2 năm nay nó có trái anh mình nhanh ha. Có trái mà bị rồi bị ngập, nó bị mấy cái bông nó bị hư á. Tôi đâu có chăm bón gì gì ra luôn, vậy đó nước thôi à. Ôi vậy mà cái bà kia bà nói là bà cũng cố gắng trồng lắm mà không thành công. Bà không biết cách rồi. Đó mưa rồi quay chạy có kịp không? chị đâu đi hết luôn. Nhưng mà không sao, cũng thiệt hại lắm đâu à, thì cũng cuối cùng mình không mất cái tiền à, kia thôi, nhưng mà mất công à, mất công mình đủ mấy bao bọc đồ đủ mà. Có ai tới nữa kìa, có người tới nữa. Có ông bạn ông lại à, đúng rồi nhìn cái dáng đó, bữa đó không có cái ông đó là không ai đẩy nổi, nó bị gì nó sình lên mình. Dạ dạ sình rồi nguyên nó đi qua lộ ra, bạn biết ông đẩy là từ 9 giờ tới 4 giờ chiều á. Trời được, ông đẩy tại vì 4 người hái mình, ông đẩy không tôi đâu có đụng tới đâu. Ông đẩy cái nguyên qua lộ mà cuối cùng là tới 4 giờ là ông nói độ mà anh ơi, bây giờ em còn có một số một nữa là hết luôn á. Ông cũng khỏe quá, ông cũng còn ấy ha. Ông mạnh chứ. Ông về ông còn khỏe chứ. Tướng nhìn tùng mới đẩy 5 xe. Tướng nhìn thấy sung á. Mà ông thấy ngắt luôn cái ông cuốn nó đi về luôn. Chống luôn. Dùng cái đi tam miệng đích luôn luôn. Tùng không anh tôi không. À em đi thử. Vậy á, thứ nhất á là cái đất mình nó cứng á, anh đẩy nó dễ, cái kia nó lún. Nguyên một cái chiếc xe ẩu nữa mà anh biết đẩy trong đó đẩy ra hay nè. Ừ, đất nó chậm nhẹp, nó chậm nhẹp á. Ôi, còn nhiều quá, cho nhiều quá.